Huyền Trân Công Chúa, mỹ nhân tài sắc vẹn toàn. Huyền Trân Công Chúa sinh năm 1287, là con gái của vua Trần Nhân Tông, đồng thời bà cũng là em gái của vua Trần Anh Tông. Nàng công chúa nên duyên với Chế Mân, ông vua của Chiêm Thành vào năm 1306. Thời ấy, người đời ca tụng sự cao cả của Huyền Trân khi hy sinh hạnh phúc đời mình để giúp đất nước mở mang bờ cõi. Cuộc hôn nhân chính trị đã giúp nhà Trần lấy về hai châu Ô, Lý. Khi chồng mất, Huyền Trân được tướng Trần Khắc Trung Tháp Tùng đưa về Thăng Long theo lệnh của nhà Trần. Cả hai được cho là đã nảy sinh tình cảm trong chuyến hồi hương kéo dài suốt một năm. Sử sách ghi lại, vị công chúa được cho là đã quy y cửa Phật ngay khi về tới Thăng Long, lấy pháp danh là Hương Tràng.